Linh Nghệ ET xin kính chào các bạn. Hôm nay Linh Nghệ ET xin giới thiệu với các bạn con Diode Sung MUR1620CTR. Đây, như các bạn đang thấy thì đây là con Diode mới chính hãng 100%. Các bạn yên tâm bởi vì tất cả các sản phẩm bên Linh Nghệ ST thì đều là có bảo hành và tất cả các sản phẩm đều được test rất kỹ trên các bo mạch, đảm bảo hoạt động tốt khi bán ra thị trường. Đấy, thì để đặt hàng các bạn gọi điện thoại trực tiếp hoặc là truy cập website linhghest.com để đặt hàng online. Link website và số điện thoại được gắn ở phần mô tả, các bạn có thể xem. Ngoài ra Linh Nghệ ST còn cung cấp các linh kiện điện tử khác, các bạn truy cập vào website linhghest.com để tham khảo thêm các sản phẩm bên Linh Kiện ST. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.